hỉ chào đón quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Tử Vi Phương Đông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tử Vi Phương Đông trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn đã biết, kênh Tử Vi Phương Đông chuyên đăng tải những video về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Trong đó có rất nhiều video được sự quan tâm của anh chị và các bạn quan tâm like và chia sẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Xem tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm mạng năm 2023 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạng sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không? Một, tổng quan về tuổi Đinh Mão 1987 năm mạng năm 2023 Quý Mão. Nam mạng sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là vọng nguyệt chi mão, tức mèo ngắm trăng. Mệnh hỏa, lư trung hỏa, nghĩa là lửa trong lò. Mệnh, hỏa gặp năm 2023 mệnh kim bạch kim, hỏa khắc kim. Địa chi, mão gặp mão, 5 tuổi. Thiên can, đinh gặp quý, quý hình đinh, không tốt. Sao chiếu mệnh, sao la hầu, hung tinh là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Vận hạn, hạn tam kheo, tiểu hạn chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người. Vận niên, ngưu hồi sơn. Thái tuế năm 2023, phạm hạn thái tuế, trực thái tuế. Tam tai năm 2023, không phạm hạn tam tai. Tuổi kim lâu năm 2023, phạm hạn kim lâu thân. Trong năm này bản mệnh không nên tiến hành xây nhà, sửa nhà. Hạn hoang ốc năm 2023, không phạm hạn hoang ốc. 2. Sao chiếu mệnh năm 2023 của tuổi Đinh Mão 1987 năm mạng. Sao La Hầu hay còn gọi là Khẩu Thiệt Tinh là một trong chín cửu diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may. Bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Sao này tác họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc hành kim. Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may. Làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an. Đối với đàn ông gặp sao này thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền tốn của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, bạc bại, bê tha bia rượu, gia đạo mâu thuẫn bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng, cãi vã, sinh ra buồn bực muôn phiền. Sâu chuỗi lại vấn đề ta thấy rằng năm gặp sao La Hầu chiếu mạng nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. Đọc thêm, sao La Hầu là gì? Làm sao để hạn chế rủi ro khi sao La Hầu chiếu mạng? 3. Vận hạn năm 2023 của tuổi Đinh Mão 1987 năm mạng. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn tam kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra người gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân xương khớp. Người xưa dùng câu, tam kheo thống nhãn thương thủ túc, để mô tả tất cả những việc mà những người gặp hạn tam kheo phải gánh chịu trong vòng một năm. Về sức khỏe, những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân. Những tuổi gặp năm hạn tam kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị. Một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc. Nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn.
những cách giải hạn tam kheo có thể kể đến như sau. Thứ nhất, nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Theo tuvingani.com, những hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh. Có thể nói, đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, nên tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Những bạn làm công việc liên quan đến cơ khí, hàn gắn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng. Khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn thì cần nghỉ ngơi phù hợp. Thứ ba, vận dụng cách giải hạn tam kheo, việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, nên vận động, thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Thứ tư, đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt. Không nên chấp vặt, thù dai, để bụng để tinh thần chất chứa những điều không vui. Hãy coi như họ nói đùa mà thôi. 4. Vận niên năm 2023 của tuổi Đinh Mão 1987 năm mạng. Ngư hồi sơn nghĩa là trâu về núi. Ở núi tuy không có cỏ để ăn nhưng vẫn có lá cây non và xa loài người thì tấm thân đỡ vất vả. Trong năm nay bản mệnh nên cẩn thận trong việc làm ăn, chắc chắn có lợi thì mới nên làm. Bản mệnh trong năm có nhiều cơ hội tốt cho kinh doanh, cầu quan lộc được chức nhỏ, xuất hành đi xa tạm tốt. Tuy nhiên, bản mệnh cần đề phòng ống đau tai nạn. Tình cảm riêng tư của bản mệnh có chút xáo trộn, cả hai nên tin tưởng lẫn nhau. Ngoài ra, nhiều người có tin vui song hỷ, thêm người. 5. Tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng trong năm 2023 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2023, có 5 con giáp tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi Mão năm 2023, năm bản mệnh, 5 tuổi, tuổi Mão phạm trị thái tuế hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Thìn năm 2023, tuổi Thìn phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Dậu năm 2023, tuổi Dậu phạm xung thái tuế. Bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Ngọ năm 2023, tuổi Ngọ phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Tuổi Tý năm 2023, tuổi Tý phạm hình thái tuế, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Như vậy, trong năm 2023 thì tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng phạm hạn thái tuế, trị thái tuế. 6. Tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng trong năm 2023 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3. Còn tai nghĩa là tai họa, hòa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Bản mệnh tuổi Đinh Mão, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, kỷ tỵ, canh ngọ, tân mùi, tân tỵ, nhâm ngọ, quý mùi, quý tỵ, giáp ngọ, ất mùi, ất tỵ, bính ngọ, đinh mùi, đinh tỵ, mậu ngọ, kỷ mùi. Như vậy trong năm 2023, tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng không phạm hạn tam tai. 7. Tuổi Đinh Mão 1987 nam mạng trong năm 2023 có phạm tuổi Kim Lâu không?
tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng, đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim lâu lục súc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bàn sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì kim lâu. Tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục súc. Ngoài trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy trong năm 2023, tuổi Đinh Mão 1987 năm mạng là 37 tuổi phạm hạn tuổi kim lâu thân. Trong năm này bản mệnh không nên tiến hành xây nhà, sửa nhà. 8. Tuổi Đinh Mão 1987 năm mạng trong năm 2023 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe. Quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát, hay kiết cũng vậy, tốt làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhị nghi, tốt làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhị nghi tấn thất địa sinh tài. Tam địa sát, xấu tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhân do giai đắc mệnh. Tứ tấn tài, tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Lục hoang ốc, xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo gia bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2023, tuổi Đinh Mão 1987 năm mạng là 37 tuổi âm không phạm hạn tuổi hoang ốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.